qua hồ Tiền Lâm, làng Đào Nguyên. Ở chỗ thì nó xuống thác đó, mà mỏi lên kinh. Ai có đi là phải đi ra bằng được. Thank you.
vậy vậy dạ, gấp chị ơi, vậy đi chị ơi, tới rồi chị ơi. Cố gắng hết điểm này là mình rồi về rồi anh chị. Mưa hả? Mưa hả? Mưa mưa. Này lâm lâm à, chạy giờ lớn lắm. Với lại ở trong cũng có mấy cái trời em nghĩ á. Đã tới đây rồi. Rồi ai có nón đội nón giùm em nha. Bây giờ xuống đây luôn cả nhà ơi. Thôi chứ còn bắt buộc phải vô đây rồi, phải vô tham quan cái này chứ, đã công trình vậy mười mấy cây số đó. Vậy chị với mẹ kìa. Qua xe nó còn mời chúng đi. Bây giờ Đà Lạt mọi người xe về quá trời, xe 28 chỗ ngồi. Thank you.
là một điểm rồi. Hai điểm đủ rồi, đạt 60% là được rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
7:45, 8:15 là có 30-45 phút à. Đi cái này đuối, đi nữa, đi giặt hết.